Chào mừng các bạn đến với bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ. Theo đại diện Bộ Y tế, bệnh nhân mắc COVID-19 có xuất hiện tình trạng suy hô hấp, khó thở. Việc sử dụng các thiết bị hệ thống hỗ trợ hô hấp là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân COVID-19 đều cần đến thở máy. Người dân không nên mua máy thở và bình khí oxy vì không thể tự sử dụng tại nhà, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay thành phố có 3.001 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, thành phố còn có 388 điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận huyện thành phố Thủ Đức. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện thiếu hụt nguồn cung rau củ quả với sản lượng khoảng 1.000 đến 1.500 tấn và khoảng 300.000 đến 400.000 quả trứng mỗi ngày. Đến nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã hỗ trợ 6.150 đêm phòng ở và 3 bữa ăn mỗi ngày cho các y bác sĩ. Có 6 khách sạn trên địa bàn hỗ trợ nơi ăn ở miễn phí cho các bác sĩ của bệnh viện điều trị COVID-19 trong thời gian ít nhất 1 tháng. 11 khách sạn làm điểm cách ly hỗ trợ chi phí ăn ở miễn phí gần 3.500 đêm phòng cách ly cho các y bác sĩ. Trong trưa nay, hai chuyến tàu cao tốc đầu tiên chở nông sản thực phẩm từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã cập bến Bạch Đằng cung cấp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, từ ngày 19 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đưa 5 tàu cao tốc chở hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy từ các tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, thành phố Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, không tụ tập quá 5 người, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Sở Công Thương Hà Nội khẳng định dù bất kỳ tình huống nào hàng hóa cũng được đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, kể cả trong điều kiện sức mua tăng cao. Theo đó, nguồn thực phẩm thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân tăng từ 30 đến 50%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập tổ công tác gồm 14 thành viên làm nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh phía Nam. 23 số hotline do các cục quản lý thị trường các tỉnh phía Nam phụ trách sẽ tiếp nhận tố giác của người dân để xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giá, hành vi lợi dụng dịch bệnh gian lận thương mại, thu lợi bất chính. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, đàn heo lên tới hàng triệu con ở Đồng Nai đang không tiêu thụ được. Tổng lượng heo của tỉnh Đồng Nai xuất đến thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 50%, còn lại 30% xuất sang các tỉnh miền Đông và miền Tây. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc dừng tất cả các đường bay nội địa chở khách đi đến các hãng hàng không thuộc các tỉnh thành phố phía Nam, áp dụng giãn cách xã hội. Các chuyến bay chở hàng hóa tiếp tục duy trì. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình vừa qua đã tổ chức đi thăm và tặng quà các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách tại thành phố Ninh Bình với 30 suất quà, tổng trị giá là 20 triệu đồng nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Theo Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, có 114 bác sĩ ở Indonesia đã tử vong do COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 7 do biến thể Delta gây ra. Ngày 18 tháng 7, báo chí quốc tế đưa tin nhiều chính trị gia, giám đốc điều hành doanh nghiệp, nhà báo và các nhà hoạt động trên thế giới đã bị thu thập dữ liệu thông qua phần mềm độc hại Pegasus do công ty tư nhân NSO của Israel phát triển. Anh sẽ đặt ra kế hoạch kích thích thương mại với 70 nền kinh tế đang phát triển bằng cách giảm thuế và đơn giản hóa các quy định. Đông Nam Á sẽ là khu vực chứng kiến tốc độ tăng trưởng của ví điện tử nhanh nhất thế giới. Theo đó, tổng số người dùng ví điện tử ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ tăng trưởng 311%, lên gần 400 triệu người vào năm 2025. Điều này cũng là dấu hiệu phản ánh sự bùng nổ thương mại điện tử mạnh mẽ ở khu vực. Ví điện tử vượt mặt thẻ tín dụng đã trở thành phương tiện thanh toán được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu trong năm 2019. Việc chấp nhận ví điện tử được đẩy nhanh hơn trong đại dịch. Hơn 2,8 tỷ ví điện tử được sử dụng vào cuối năm 2020 và con số này được dự báo tăng 74% lên 4,8 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2025. Theo báo cáo, có hai dạng ví điện tử riêng biệt trên thế giới. Một loại là ví điện tử dựa trên thẻ như Apple Pay và Google Pay, vốn phổ biến hơn ở các thị trường phát triển. Loại thứ hai là các ví điện tử tích trữ giá trị thực sự như Alipay của Trung Quốc hay GrabPay của hãng gọi xe Grab, được sử dụng thịnh hành ở các thị trường mới nổi, nơi tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng của người dân còn ở mức thấp. Năm 2020, 55 ví điện tử có doanh số giao dịch hơn 1 tỷ đô la Mỹ một năm và được dự báo sẽ tăng lên 69 ví vào năm 2025.
Mỗi người chúng ta đều phải lấy cái tâm biết ơn để đối mặt với cuộc sống. Biết ơn cha mẹ bởi cha mẹ ban cho bạn sinh mệnh. Biết ơn thầy cô vì thầy cô đắp nặn linh hồn bạn. Biết ơn những cảnh ngộ bạn gặp phải bởi chúng cho bạn dũng khí. Đồng thời cũng biết ơn đối thủ mang đến nghịch cảnh bởi họ khiến bạn càng thêm kiên cường. Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ mãi đọc những chương trước đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ ngày mai.